học tập yên tĩnh, đủ ánh sáng. 2. Thời gian, đăng nhập vào lớp học trước 5 phút và hãy nhớ sử dụng tài khoản mang tên thật. 3. Các hoạt động học, ở đây chúng ta sẽ có 3 điều cần lưu ý. Thứ nhất, chủ động tắt mic, tắt cam khi vào lớp. Hãy giơ tay khi muốn phát biểu và bật mic khi được gọi tên. Thứ hai, tập trung nghe giảng, hạn chế rời khỏi vị trí trong quá trình học. Lưu ý, học sinh vi phạm quá 3 lần sẽ bị kích ra khỏi lớp học ngày hôm nay. Thứ ba, chỉ thảo luận những nội dung liên quan đến bài học trong phần chat box. Và cuối cùng, 4. Thái độ. Chúng ta hãy giữ một thái độ tôn trọng và lịch sự nhé. Cảnh báo, học sinh sẽ bị kích ra khỏi lớp khi nói tự do, bị nhắc nhở tối đa 2 lần, hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, kém văn minh. Như vậy, tất cả các em đã hiểu và nhớ được nội quy lớp học đúng không nào? Chúc các em có một buổi học thú vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình nhé! Chào các em! Để có một buổi học thật hiệu quả và bổ ích, các em hãy chú ý nội quy lớp học nhé! 1. Về không gian. Hãy chọn cho mình một không gian học tập yên tĩnh, đủ ánh sáng. 2. Thời gian. Đăng nhập vào lớp học trước 5 phút và hãy nhớ sử dụng tài khoản mang tên thật. 3. Các hoạt động học. Ở đây chúng ta sẽ có 3 điều cần lưu ý. Thứ nhất, chủ động tắt mic, tắt cam khi vào lớp. Hãy giơ tay khi muốn phát biểu và bật mic khi được gọi tên. Thứ hai, tập trung nghe giảng, hạn chế rời khỏi vị trí trong quá trình học. Lưu ý, học sinh vi phạm quá 3 lần sẽ bị kích ra khỏi lớp học ngày hôm nay. Thứ ba, chỉ thảo luận những nội dung liên quan đến bài học trong phần chat box. Và cuối cùng, 4. Thái độ. Chúng ta hãy giữ một thái độ tôn trọng và lịch sự nhé! Cảnh báo, học sinh sẽ bị kích ra khỏi lớp khi nói tự do, bị nhắc nhở tối đa 2 lần, hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, kém văn minh. Như vậy, tất cả các em đã hiểu và nhớ được nội quy lớp học đúng không nào? Chúc các em có một buổi học thú vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình nhé! Chào các em! Để có một buổi học thật hiệu quả và bổ ích, các em hãy chú ý nội quy lớp học nhé! 1. Về không gian. Hãy chọn cho mình một không gian học tập yên tĩnh, đủ ánh sáng. 2. Thời gian. Đăng nhập vào lớp học trước 5 phút và hãy nhớ sử dụng tài khoản mang tên thật. 3. Các hoạt động học. Ở đây chúng ta sẽ có 3 điều cần lưu ý. Thứ nhất, chủ động tắt mic, tắt cam khi vào lớp. Hãy giơ tay khi muốn phát biểu và bật mic khi được gọi tên. Thứ hai, tập trung nghe giảng, hạn chế rời khỏi vị trí trong quá trình học. Lưu ý, học sinh vi phạm quá 3 lần sẽ bị kích ra khỏi lớp học ngày hôm nay. Thứ ba, chỉ thảo luận những nội dung liên quan đến bài học trong phần chat box. Và cuối cùng, 4. Thái độ. Chúng ta hãy giữ một thái độ tôn trọng và lịch sự nhé! Cảnh báo, học sinh sẽ bị kích ra khỏi lớp khi nói tự do, bị nhắc nhở tối đa 2 lần, hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, kém văn minh. Như vậy, tất cả các em đã hiểu và nhớ được nội quy lớp học đúng không nào? Chúc các em có một buổi học thú vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình nhé! Chào các em! Để có một buổi học thật hiệu quả và bổ ích, các em hãy chú ý nội quy lớp học nhé! 1. Về không gian. Hãy chọn cho mình một không gian học tập yên tĩnh, đủ ánh sáng. 2. Thời gian. Đăng nhập vào lớp học trước 5 phút và hãy nhớ sử dụng tài khoản mang tên thật. 3. Các hoạt động học. Ở đây chúng ta sẽ có 3 điều cần lưu ý. Thứ nhất, chủ động tắt mic, tắt cam khi vào lớp. Hãy giơ tay khi muốn phát biểu và bật mic khi được gọi tên. Thứ hai, tập trung nghe giảng, hạn chế rời khỏi vị trí trong quá trình học. Lưu ý,
học sinh vi phạm quá 3 lần sẽ bị kích ra khỏi lớp học ngày hôm nay. Thứ ba, chỉ thảo luận những nội dung liên quan đến bài học trong phần chat box. Và cuối cùng, 4. Thái độ. Chúng ta hãy giữ một thái độ tôn trọng và lịch sự nhé. Cảnh báo, học sinh sẽ bị kích ra khỏi lớp khi nói tự do, bị nhắc nhở tối đa 2 lần, hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, kém văn minh. Như vậy, tất cả các em đã hiểu và nhớ được nội quy lớp học đúng không nào? Chúc các em có một buổi học thú vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình nhé! Thầy chào tất cả em nhé. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Ok chưa ạ? Nghe Điều chỉnh lại cái mic này. nghe Xin chào thầy. Ừ, thầy chào các bạn nha. Hôm trước là mình đã ôn hết rồi đúng không? Thì hôm nay mình sẽ luyện tập lại tất cả các dạng bài tập của mình, của tất cả các chương nhá. Mình sẽ có bao gồm tất cả là 4 chương. Được chưa? Chương 4 của mình là từ trường, chương 5 là cảm ứng điện từ, chương 6 là khúc xạ, phản xạ toàn phần và chương 7 của mình là mắt và các cái dụng cụ quang học. Thì mình đã ôn hết tất cả cái phần lý thuyết rồi. Bây giờ thì mình sẽ luyện tập lại tất cả cái bài tập của mình nhé, của tất cả các phần. Được chưa? Để thầy chia sẻ màn hình cho các bạn. Mình sẽ giải quyết phần bài tập luôn nhá. Bởi vì là các cái buổi trước thì các bạn đã tổng hợp lại cái phần kiến thức của mình rồi. Cho nên là bây giờ thầy cũng sẽ không có cái gì để tổng hợp cho các bạn nữa. Xem là cái phần bài tập của mình có bài tập nào mà thầy cần phải nhắc lại kiến thức thì các bạn bảo thầy, hoặc là có cái dạng bài tập nào đặc biệt thì thầy sẽ nhắc lại cho các bạn. Được chưa? Ok. Bắt đầu luôn nào. Thầy có chia cụ thể ra đây. Xem lại video ôn tập ở đâu vậy? Em có thể vào cái phần Google Class nhé, là em có thể xem lại các cái video của các cái buổi trước, được chưa? Tất cả các buổi thầy đều có record lại đấy, thì em đều có thể xem lại nhé. Ok, được chưa nào? Nào bây giờ các bạn sẽ cùng nhau làm bài tập cùng thầy nhé, xem có vấn đề gì không. Có vấn đề gì các bạn phải bảo với thầy luôn. Được chưa? Không có để đến cuối giờ. Thầy chữa câu 1 các bạn có vấn đề cái. Thầy ơi em không rõ cái vấn đề này. Thì các bạn nhắc lại luôn. Các bạn bảo thầy luôn. Thầy sẽ chỉnh lại luôn cho các bạn. Được chưa? Nào câu số 1 của mình là gì đấy? Câu số 1 của mình phần từ trường này. Đặc điểm nào sau đây không phải của các đường sức từ sinh ra bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài các bạn nhé. Đây là từ trường của các loại dây dẫn có hình dạng đặc biệt. Và cụ thể của mình ở đây là dây dẫn thẳng dài. Đấy, ở cái phần từ trường của các loại dây dẫn có hình dạng đặc biệt, một A, mình chọn câu không đúng mà. Câu 1 là các bạn chọn câu không chính xác nhé. Ok, ở phần từ trường của các loại dây dẫn có hình dạng đặc biệt đúng không? Các bạn có dây dẫn thẳng dài, dây dẫn tròn và cuộn dây. Thì ở đây mình sẽ nói về cái đặc điểm không phải của dây dẫn thẳng dài. A là các đường sức là đường tròn. Chính xác, câu A chính xác rồi. Đây là tính chất. B, các mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn. Chính xác. C, chiều của các đường sức được xác định theo quy tắc bàn tay trái. Sai rồi các em. Cái này thầy có bảo với các bạn rồi đúng không? Cứ F thì sẽ là tay trái. Đấy. Các bạn xác định chiều của F thì mình sẽ sử dụng tay trái. Còn các bạn xác định chiều của B có thể là cảm ứng từ.
có thể là chiều của đường sức, thì các bạn sẽ sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải. Đấy, F thì mới là tay trái, còn B thì sẽ phải là tay phải. Vậy câu C này sai rồi các em, quy tắc bàn tay trái là sai rồi. Ok chưa? Câu số 2 của mình này. Khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn. Câu số 2 của mình đáp án gì các bạn nhỉ? Lực từ F của mình sẽ bằng B I L nhân sin alpha. Tất cả đều là tỷ lệ thuận. Các em sử dụng phương pháp tỷ lệ cho thầy. Khi độ lớn cảm ứng từ tức là B tăng 2 lần thì F sẽ tăng 2 lần. Và dòng điện tăng 2 lần. Vậy F của mình lại tăng 2 lần nữa. Tăng 2, vậy cuối cùng sẽ là tăng 4 lần. Tức là đơn giản rồi. Câu số 2 của mình đáp án B. Các bạn sử dụng tỷ lệ như vậy nhá. Ở đây của mình có tỷ lệ thuận. Vậy khi mà cảm ứng từ tăng 2 lần, dòng điện tăng 2 lần thì tổng kết lại lực từ của mình sẽ tăng lên 4 lần. Câu số 3 thì các bạn tính toán thôi, được chưa? Nhưng mà câu số 3 các bạn đọc kỹ thôi. Rất nhiều các bạn cứ quen, các bạn cứ thấy là bài toán này tính toán, các bạn bấm máy tính luôn. Rồi thì là sao nhỉ? À, B là 0,8 nhân 20 nhân với cả 1,2, sau đó ra một cái đáp án gì đấy. Nhưng mà không chính xác, các bạn đọc kỹ cho thầy. Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài song song. Song song thì tính làm cái gì nữa đúng không? Song song thì các bạn không tính. Nếu như mà cái dây dẫn của mình song song với đường sức, song song với từ trường thì lực từ của mình sẽ là bằng 0. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà song song ấy, tức là hoặc alpha bằng 0 độ hoặc alpha bằng 180 độ. 0 độ hay 180 độ thì sin của mình đều bằng 0. Được chưa? Đấy, 0 độ hay 180 độ thì sin của mình đều bằng 0. Vậy câu số 3 này các bạn không cần tính toán. Các em cứ thấy đoạn dây song song với đường sức. Điện tích bay vào song song với đường sức thì lực từ của mình sẽ là bằng 0. Đáp án D luôn. Được chưa? Câu này hay lừa các bạn đấy. Đấy, đây là một câu lừa đây. Mấy bạn có vẻ quen nhau khá là thân đúng không? Thôi, bây giờ mình sẽ tập trung vào cái đề bài của mình một chút nhá, để cùng nhau làm đi. Có câu nào xem các bạn thấy có vấn đề gì không thì còn hỏi lại thầy. Tập trung một chút nhá. Tâm sự với nhau nữa. À, câu số 4 của mình này. Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn là 10 A. Đặt trong chân không sinh ra một từ trường có độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây 50 cm là. Ở đây các bạn xác định từ trường do dây dẫn thẳng dài gây ra thôi đúng không? Các bạn áp dụng công thức cho thầy. B của mình sẽ bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 y chia r. Nhớ thầy. Thầy nhắc với các bạn rất nhiều rồi đấy. Đơn vị nó chính là linh hồn của môn vật lý. Cho nên là khi mà tính toán các bạn chú ý xem là bài này các bạn có phải đổi đơn vị hay không. Bài này mà không đổi đơn vị là chết rồi đúng không? Mình sẽ phải đổi 50 cm thành 0,5 m nhá. Vậy là 2 nhân 10 mũ trừ 7. Được chưa? Y của mình là 10 A chia cho khoảng cách của mình là 0,5 m. Thay số ở đây cho thầy. Tính ra bao nhiêu? Câu 4A. 2 nhân 10 mũ trừ 7 này nhân 10 chia 0,5. Các bạn sẽ tính ra được là 4 nhân 10 mũ trừ 6 Tesla. 4 nhân 10 mũ trừ 6 Tesla. Đấy, thầy bảo với các bạn rồi đấy. Cái phần từ trường này thì tính toán cực kỳ dễ. Cái phần vector thì nó sẽ, các bạn sẽ hơi phức tạp một chút bởi vì các bạn sẽ sử dụng quy tắc bàn tay trái hoặc là quy tắc nắm bàn tay phải thì đôi khi các bạn bị nhầm thôi. Còn lại cái phần tính toán thì gần như là mình cứ áp dụng công thức là ra. Câu số 5 nào. Một dòng điện chạy trong một dây tròn có 20 vòng dây, đường kính là 20 cm, cường độ của mình là 10 A. Thì cảm ứng từ tại tâm các vòng dây là, đây là từ trường do dây dẫn tròn gây ra các bạn ạ. B của mình sẽ bằng 2 pi nhân 10 mũ trừ 7 n y chia r. Câu 5B à, để thầy bấm thử nhá. Vậy là 2 pi nhân 10 mũ trừ 7, được chưa? N của mình là số vòng dây, 10 vòng dây, à 20 chứ, bài cho là 20 vòng dây này. Y của mình là 10 A và R của mình sẽ là
R của mình là bán kính các bạn nhé. R của mình là bán kính vòng dây. Cái công thức này á, nó sẽ chỉ xác định cảm ứng từ tại tâm vòng dây thôi. Các em nhớ như vậy cho thầy. Nếu không các bạn sẽ nhầm ngay rằng là rõ ràng ô R không đổi thì B này của mình không đổi mất. Vậy đây là từ trường đều à? Không. Từ trường của dây dẫn thẳng, từ trường của dây dẫn tròn không phải là từ trường đều. Bởi vì cái công thức này nó chỉ tính cái cảm ứng từ tại tâm thôi các bạn nhé. Tại tâm các vòng dây này. Có xem lại được không thầy? Các em có thể xem lại nhé. Tất cả các buổi trước các em đều có thể xem lại ở trong cái Google Class của mình đấy. Nó có cái video xem lại đấy, các bạn có thể xem lại hết nhá. Ok, vậy thầy sẽ chia cho cái bán kính. Bán kính của mình là 10 cm, bởi vì đường kính là 20 mà. Thay đổi sang mét thì sẽ là 0,1 m nhá. Ok chưa? Đấy, đường kính của mình là 20 cm mà. Vậy bán kính của mình sẽ là 10 cm. Nhưng mà các bạn nhớ là đổi sang mét cho thầy. Đấy, khi mà tính toán ấy, các bạn khi mà các bạn bấm máy tính ấy, các bạn bỏ pi đi cho thầy. Các bạn sẽ bấm là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân 20 nhân 10 và chia 0,1 cho thầy. Được chưa? Chương này em dối nhất cái phần đặt tay á, chứng tỏ là cái hôm mà thầy hướng dẫn lại cái phần đặt tay là không không có học đúng không? Đấy, các bạn bỏ pi đi, các bạn bấm máy tính cho thầy. Khi mà các em bỏ pi đi mình bấm máy tính ấy, mình sẽ được là 4 nhân 10 mũ trừ 4. 4 nhân 10 mũ trừ 4. Được chưa? Đấy, các bạn bấm máy tính thì nó sẽ được như vậy. Và các bạn nhân thêm pi vào cho thầy. Nhân thêm pi thôi, bởi vì lúc nãy khi mà thầy bấm máy tính thì thầy không bấm pi mà. Các bạn bấm pi vào thì nó sẽ không được đẹp. Khi mà các bạn bấm, các bạn bỏ pi đi, sau đó đến cái đáp án thì mình nhân thêm pi vào thì nó sẽ được đẹp. Hôm nay mới học à? Ok vậy. Chút nữa sẽ có những cái câu làm mà cần sử dụng quy tắc bàn tay ấy, thì thầy sẽ hướng dẫn nhé. Còn nếu như mà không có thì chịu khó xem lại những cái video ở những buổi trước mà thầy đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi đấy. Em xem lại rồi, ghi đủ mà vẫn không hiểu á. Thế thì hơi khó khăn nhỉ. Để xem nhá, các cái buổi ôn tập sắp tới đấy, mình sẽ luyện đề mà, thì thầy sẽ hướng dẫn lại nhá, được chưa? Nếu như mà có các cái bài đấy thì thầy sẽ hướng dẫn lại, được không? Chắc chắn sẽ có thôi. Ok, vậy đáp án của mình là gì nhỉ? Ố, không có đáp án là các em. Câu số 5 này không có đáp án à? 0,4 pi mili Tesla đúng không? Thế chắc là bài sai đề rồi. Chỗ này phải là bán kính là 20 cm chứ nhỉ? Đúng các bạn, câu số 5 này có đáp án không? Nó cho đường kính này, đường kính là không chính xác rồi. Mình tính theo bán kính mà. Xem lại ở chỗ nào vậy thầy? Em vào cái Classroom đấy, Google Class đấy là em có thể xem lại được. Thầy nghĩ là bài này đáp án bị soạn sai mất rồi. Ừ đấy. Nếu như mà chỗ này bài cho là bán kính ấy thì các bạn có đáp án. Nhưng ở đây cho là đường kính thì mình không có đáp án đúng không? Đáp án của mình sẽ là 0,4 pi mili Tesla. Được chưa? Đáp án E nhé, không sao. Đáp án E. Em vào mấy ngày xong bị out không vô lại được Classroom. Có thể là do mạng đấy. Chỗ này phải cho đấy, chỗ này là bán kính thì sẽ có đáp án. Đáp án của mình sẽ là đáp án B. Nếu như thầy sửa chỗ này là bán kính nhá, không sao nhá. Đề nhầm không sao cả. Năm thầy thi đại học còn có một câu sai trong đề thi đại học mà. Em ra được có 1,25 nhân 10 mũ trừ 3 Tesla là sao thầy nhỉ? Không bấm pi nhá, bỏ pi đi thầy bảo rồi. Khi mà bấm ấy, em đừng bấm pi. Sau khi bấm xong thì mình nhân thêm pi vào. Đấy là cái cách để các bạn bấm ra được số đẹp đấy. Thầy thấy rất nhiều các bạn học lớp 10, lớp 11 đấy rất khó để bấm ra được số đẹp. Vì nó sẽ chứa pi hoặc là chứa căn đấy. Khi mà chứa pi chứa căn như vậy các bạn có hai cách. Một là các em chia cái giá trị đấy cho thầy. Các bạn cảm giác là à nó sẽ ra cái giá trị xấu như vậy thì mình sẽ chia nó đi. Hai là mình không bấm nó. Thì cái cách mà không bấm nó hiệu quả nhất. Đấy, khi mà thầy bấm giá trị B của vòng dây này hoặc là của ống dây ấy thì thầy sẽ không bấm pi. Và sau khi ra kết quả cuối cùng thì thầy sẽ nhân thêm pi. Ok. Thì đấy là câu số 5 nhé, đáp án E các bạn nhé. 0,4 pi mili Tesla. Mấy cái mili rồi micro, nano, pico, thầy có dạy các bạn trong một buổi đấy đúng không? Cái buổi đầu tiên mà thầy dạy các bạn đấy, thầy còn nói cho các bạn về cái tiền tố của đơn vị. Nếu như các bạn nào mà chưa theo dõi cái buổi đấy ấy, thì các bạn phải xem cái buổi đấy nhá.
bởi vì thầy có chia sẻ với cả lớp mình rồi đấy. Đối với môn vật lý ấy, thì cái đơn vị là cái quan trọng nhất, cho nên các bạn phải học về đơn vị trước khi mình học về môn vật lý, được chưa? Thì những bạn nào mà chưa xem cái buổi đấy, thầy hướng dẫn về các cái đơn vị của mình, gọi là các tiền tố của đơn vị đấy, thì các bạn xem lại video record nhé, thầy có hướng dẫn rất là chi tiết đấy. Ok, câu số 6 của mình này. Câu số 6 của mình là chuyển sang chương số 5 rồi, cảm ứng điện từ. Cho vector pháp tuyến của diện tích vuông góc với các đường sực từ thì khi độ lớn cảm ứng từ tăng 2 lần, từ thông của mình sẽ vuông góc rồi các bạn nhớ thầy, trong cái công thức xác định từ thông của mình. Một lần nữa, thầy phải nhấn mạnh lại với các em. Cái giá trị alpha người ta rất là hay lừa các bạn. Alpha của mình là góc tạo bởi giữa vector pháp tuyến và vector cảm ứng từ. Được chưa? Alpha là góc tạo bởi giữa vector pháp tuyến của mặt phẳng không dây và vector cảm ứng từ B. Nếu như bài cho mặt phẳng không dây tạo với cả vector cảm ứng từ B thì alpha của mình phải là 90 độ. Trừ cho cái đấy, các bạn chú ý nhá, 90 độ trừ cho góc tạo bởi giữa vector cảm ứng từ và mặt phẳng không dây. Còn ở đây bài cho luôn giá trị alpha của mình là vuông góc rồi, tức là 90 độ rồi. Mà cos 90 của mình thì bằng 0. Vậy dù thầy có cho B bằng bao nhiêu đi nữa thì đáp án A là đáp án chính xác. Từ thông của mình vẫn là bằng 0. Thầy ơi, tí xong thầy gửi cái file ghi này cho bọn em chép với nha. Ok. Gửi lại cái file mà thầy chữa đây đúng không? Câu số 6 của mình đáp án A này. Câu số 7, dòng điện Foucault. Dòng điện Foucault là gì? Dòng điện Foucault thực chất là hiện tượng cảm ứng điện từ nhưng mà xảy ra đối với vật dẫn. Nhưng mà các bạn nhớ thầy nhá, trong sách giáo khoa hay là một số cái tài liệu các bạn tìm hiểu ấy, thường mình sẽ nhìn thấy cái mặt hại của cái dòng điện Foucault thôi. Tức là dòng điện Foucault nó sẽ khiến cho cái động cơ điện của mình ấy nó sẽ bị hao phí, nó sẽ bị tỏa nhiệt, nó sẽ bị hư hỏng. Đấy là cái mặt có hại của nó. Tất nhiên, thầy bảo với các bạn rồi, không cái gì là có một mặt cả, nó luôn luôn có hai mặt. Có mặt có hại và có mặt có lợi. Cái dòng điện Foucault của mình ấy, nó là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra đối với vật dẫn hay là một cái khối kim loại nào đấy. Và luôn luôn là có hai mặt nhé, có lợi và có hại, được chưa? Trong trường hợp nào sau đây? Không xuất hiện trong trường hợp nào sau đây? Khối đồng chuyển động trong từ trường đều, cắt các đường sực từ. Có dòng điện Foucault các bạn ạ. À. Cứ cho kim loại, tức là vật dẫn của mình, chuyển động trong từ trường thì sẽ có dòng điện Foucault. Được chưa? Sau này khi mà các em học về cái máy phát điện xoay chiều của mình ấy, thì mình sẽ nói về cái dòng điện Foucault rất là nhiều ở trong chương trình vật lý 12 nhé. Lá nhôm dao động trong từ trường, có. Khối thủy ngân nằm trong từ trường biến thiên. D là khối lưu huỳnh nằm trong từ trường biến thiên. Đáp án D đúng không các bạn? Câu 7 của mình đáp án D. Phải là vật dẫn mà. Và thường của mình là kim loại. Còn lưu huỳnh của mình sẽ là không được rồi. Vậy câu 7 của mình, dòng điện Foucault sẽ không xuất hiện trong trường hợp đáp án D. Được chưa? Các bạn xem một số video ở trên mạng đấy. Người ta sẽ thả một cái cục nam châm đi xuyên qua một cái ống đồng đấy. Thì các em sẽ thấy là cái cục nam châm này nó di chuyển cực kỳ là chậm. Và gần như là đứng yên luôn. Di chuyển cực kỳ chậm luôn các bạn ạ. Thì đấy chính là cái dòng điện Foucault. Được chưa? Câu số 8 tính toán thì thôi, tính toán thì rất là dễ các bạn nhé. Từ thông của mình, phi của mình sẽ bằng NBS cos alpha thôi. Thay vào cho thầy. Nếu như mà bài không cho số vòng dây thì các bạn cứ lấy cho thầy số vòng dây của mình sẽ là 1. Được chưa? Bài không hề cho số vòng dây đúng không? Vậy thầy thấy lấy N là bằng 1 nhá. B của mình này, 1,2 Tesla. Diện tích ở đây là hình vuông. Diện tích hình vuông sẽ là bình phương một cạnh, vậy là 0,2 bình. Các bạn đổi sang mét cho thầy. Cos của bao nhiêu? Sao cho các đường sực vuông góc với mặt phẳng khung dây. Các em chú ý cho thầy. Vuông góc với mặt phẳng khung dây chứ không phải là vuông góc với vector cảm ứng từ. Thầy có ghi bên trên đây. Nếu như mà tạo với mặt phẳng khung dây thì alpha của mình phải là 90 độ trừ cho góc đấy. Vậy chỗ này
Góc tạo bởi giữa vector cảm ứng từ và mặt phẳng là 90 độ thì alpha của mình sẽ là cos của 0 độ. Được chưa các em? Đến đây các bạn bấm máy tính cho thầy. 1,2 nhân 0,2 bình. 0,048. VB. Đấy. Đi thi người ta rất là hay lừa cái giá trị alpha này các bạn nhá. Thậm chí là các anh chị lớp 12 cũng bị lừa luôn. Lên lớp 12 người ta lại nhắc lại cái giá trị alpha này. Và các bạn đừng có để bị lừa như vậy nhá. Chú ý như vậy cho thầy. Ở đây bấm cos 90 là chết rồi. Khoanh đáp án D là sai rồi đúng không? Đáp án câu số 8 của mình là đáp án A. 0,048 VB. Câu số 9 nào. Một khung dây hình vuông cạnh là 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Trong khoảng thời gian là 1 phần 5 giây, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 Tesla về 0. Suất điện động cảm ứng trong khung dây trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Đấy. Khi mà mình tính giá trị suất điện động, các bạn xác định cho thầy xem cái gì thay đổi. Cái gì thay đổi thì mình delta cái đấy. Ở đây bài cho là B thay đổi. Vậy thầy lấy delta B thôi, còn lại thầy đẩy ra bên ngoài. Vậy nó sẽ là gì? Trừ NS cos alpha delta B chia cho delta T. Đấy, cái gì thay đổi thì các bạn delta cái đấy cho thầy. Được chưa? Diện tích thay đổi thì là delta S chia cho delta T. Góc thay đổi sẽ là delta cos alpha chia cho delta T. Còn đối với câu số 9 này thì bài cho là cảm ứng từ mình thay đổi rồi. Thầy thay số nhá. Các bạn có thể bỏ dấu trừ đi cũng được. Mình lấy trị tuyệt đối vào để tính độ lớn thôi mà. Độ lớn thì luôn dương này. Không có số vòng dây, thầy sẽ lấy là một. Diện tích của mình là hình vuông. Hình vuông vậy là 0,2 bình. Cos của mình vuông góc với cả các đường cảm ứng từ là mặt phẳng vuông góc với cảm ứng từ, vậy là cos của 0 độ rồi. Delta B vậy là 0 trừ cho 1,2 chia cho delta T của mình là 1 phần 5 giây. Các bạn bấm máy tính cho thầy. Định luật Faraday nhá. Thầy thấy có hai bạn ra kết quả khác nhau rồi. Có bạn chọn A mà có bạn chọn B này. 0,2 bình nhân với cả. Ok. Đáp án của mình là 0,24 vôn. Được chưa? 0,24 V thì không thể nào đáp án A được. Không thể nào đáp án C mà cũng không thể nào đáp án D. Vậy làm sao để các bạn đổi sang mV nhỉ? Các em muốn đổi sang mV thì mình có hai cách. Hoặc các bạn nhân với 1.000. Hoặc là mình chia cho 10 mũ trừ 3. Bởi vì thầy có dạy với các bạn rồi đấy. Mili là 10 mũ trừ 3. Mili là tiền tố âm đây. Đấy các bạn sẽ đổi cho thầy. Lấy 0,24 chia cho 10 mũ trừ 3. Đấy chính là mili mà. Mili. Đấy 0,24 mà chia cho 10 mũ trừ 3 á, thì mình sẽ được là 240 mV. Được chưa? Bạn nào mà chưa nhớ cái phần tiền tố xem lại video cho thầy. Cái phần tiền tố nó rất là quan trọng. Đặc biệt là lên trên cái chương trình lớp 12 của mình thì các em sử dụng rất là nhiều. Cái chương trình kỳ 2 lớp 11 nhá. Bây giờ các bạn thành thạo luôn đi. Sau này mình lên chương trình 12 mình đỡ mất công phải ôn lại. Cái thời gian đấy các bạn sẽ luyện đề luôn. Câu số 9 của mình đáp án B chính xác rồi. B đấy, thầy thấy các bạn nêu comment đáp án B đây. Câu số 10. Một ống dây có tiết diện là 10 cm vuông, chiều dài là 20 cm, có 1.000 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây L của mình sẽ bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 N bình chia L nhân S. Các bạn thay vào đây cho thầy. Được chưa? Trong đó N là số vòng dây, L là chiều dài ống dây và S là tiết diện của ống dây. 4 pi nhân 10 mũ trừ 7. N là số vòng dây này, 1.000 bình. Chia cho L, đổi sang mét các bạn nhé là 0,2 mét. Nhân S, thầy thấy một số bạn gặp cái vấn đề giữa đổi đơn vị từ cm vuông sang mét vuông. Thì thầy sẽ hướng dẫn lại này. Hướng dẫn lại các bạn này. Đầu tiên đúng không? Mình sẽ nhớ lại cách xem. Đổi từ cm sang mét thì làm gì? Các bạn muốn đổi từ mét, à muốn đổi từ cm sang mét thì mình sẽ chia cho 100 đúng không? Đấy là đổi từ cm sang mét. Mà chỗ này là cm bình thì mình sẽ chia cho 100 bình. Thế thôi. Nếu như là thể tích chẳng hạn, cm khối chẳng hạn thì các bạn sẽ chia cho 100 mũ 3. Đấy, đây là cái cách mà mình đổi đơn vị nhá. Nếu như có một số bạn nào mà còn đơn vị. Bấm máy tính cho thầy.
Khi bấm các bạn bỏ pi đi. Được chưa? 4 x 10 mũ trừ 7 nhân 1.000 bình chia 0,2 và nhân 10 chia cho 100 bình. Thầy sẽ bấm ra được là 2 x 10 mũ trừ 3. Các bạn viết thêm pi vào cho thầy. Henry. Được chưa? Đấy, khi mà bấm thầy bỏ pi đi, thầy bấm ra được 2 x 10 mũ trừ 3 thêm pi vào. Vậy là 2 pi mili Henry. Ở thế là không có đáp án này các bạn. 2 pi mili Henry chứ nhỉ? Để thầy kiểm tra lại kết quả nhá. Đúng không? 2 pi mili Henry chứ. Đúng rồi. Vậy lại không có đáp án rồi. Ok, thầy thử nhân pi nhé. Nhân pi vào cũng không được các bạn ạ. Ở lớp cô cho nhân 0,0 á, tại nhân 0,0. Khó hiểu lắm thầy. Đấy là cái cách đổi đơn vị cho nó dễ thôi. Tất nhiên là mình có nhiều cách đổi đơn vị. Ví dụ các bạn có thể nhân với 10 mũ trừ 4. Đấy. Thầy chẳng hạn thì thầy sẽ nhân với 10 mũ trừ 4. Nhưng mà như vậy thì các bạn không hiểu đúng không? Các bạn cứ đổi từ cm sang mét cho thầy. Là mình chia cho 100. Vậy cm vuông sẽ là chia cho 100 bình. Đấy, cm khối thì sẽ là chia cho 100 mũ 3. Cách đổi đơn vị buổi 1 thầy có dạy ạ, à? Đúng rồi. Buổi đầu tiên thầy hướng dẫn các bạn đấy. Em xem hết phần lý thuyết không thấy á. Thầy dạy ở phần cuối. Cuối buổi thầy dạy. Cuối buổi còn giờ thầy dạy các bạn. Buổi đầu tiên dạy các bạn đấy. Hay là cuối buổi còn giờ thầy dạy các bạn. Được chưa? Câu 10 đáp án E. 2 nhân 10 mũ trừ 4 à? Đâu, để thầy bấm lại nhá. Hay thầy bấm nhầm? Hôm nay thầy cũng hơi mệt cho nên khả năng thầy bấm nhầm đấy. Để thầy bấm lại này. Nhân 10 chia cho 100 bình. Đâu? 2 nhân 10 mũ trừ 3 mà. Đúng rồi các bạn ạ. 2 nhân 10 mũ trừ 3 thì là 2 pi mili Tesla. Không sao các bạn nhé. Các bạn mà học thầy ấy, thỉnh thoảng thầy cũng cố tình cho không có đáp án cơ. Để là các bạn cãi nhau. Thầy có một cái câu như thế này. Có sai mới có sửa. Mà có sửa mới có nhớ các bạn ạ. Các bạn càng sai các bạn càng dễ nhớ. Nhưng vấn đề là các bạn phải sửa nhá. Sai mà không sửa là chết đấy. Các bạn khi mà làm trắc nghiệm á, nó luôn luôn tồn tại các cái câu đúng, câu sai và câu không làm được. Thì các bạn nhớ thầy. Câu sai mới là cái câu mà các bạn cần quan tâm nhất. Được chưa? Còn câu mà các bạn không làm được ấy, thầy sẽ chữa cho các bạn. Còn riêng mà câu các bạn làm sai mà các bạn không sửa thì nó sẽ in sâu vào cái bên trong cái tiềm thức của mình đấy. Nhớ như vậy cho thầy. Sai câu nào phải sửa câu đấy. Thì khi mà các bạn sai như vậy các bạn sửa lại ấy, các bạn nhớ nó rất là lâu. Được chưa? Nó giống như là các bạn đã gặp một cái lỗi lầm gì ở trong quá khứ ấy thì y rằng rất khó để các bạn có thể quên được. Thầy nói thật. Ok, sang phần số 3 của mình là khúc xạ ánh sáng nhé. Lên lớp 12 các bạn sẽ phải học rất là nhiều. Và khi mà các bạn đã gặp cái câu nào các bạn làm đúng rồi ấy, thì thầy các bạn thầy sẽ bảo các bạn lướt qua luôn. Đấy. Những câu các bạn đã làm đúng rồi ấy, thì lần sau các bạn gặp lại các bạn sẽ đúng thôi. Nó như kiểu phản xạ mà. Câu 11 này, khi chiều ánh sáng đơn sắc từ không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới là 60 độ, thì góc khúc xạ của mình là 30 độ. Đấy, bài cho Y, bài cho R rồi. Khi chiếu cùng ánh sáng đơn sắc đó từ khối chất đã cho ra không khí với góc tới là 30 độ. Thì góc ló các bạn nhá. Thì góc ló là bao nhiêu? Các bạn hiểu rằng là chiếu tới là 60 thì đi ra là 30. Bây giờ hỏi chiếu ngược lại thì sẽ như thế nào? Thực ra cái này thì các bạn cũng không cần sử dụng kiến thức lớp 11 đâu. Cái câu 11 này thì ở kiến thức lớp 9 các bạn đã được học rồi. Đó là tính thuận nghịch của đường truyền tia sáng. Nó giống như các bạn nhìn vào trong gương đấy. Các em nhìn vào trong gương các bạn nhìn trộm một cái bạn nữ nào đấy đấy. Thì khi bạn nữ đấy mà nhìn vào trong gương ấy, thì bạn nữ đấy sẽ biết là các em đang nhìn trộm. Đấy, em nhìn thấy trong gương có cái gì? Hay là em nhìn thấy trong gương có người đối diện?
thì người đối diện đấy cũng sẽ nhìn thấy các em khi mà nhìn vào trong gương. Đấy được gọi là tính chất thuận nghịch của tia sáng. Vậy khi các bạn chiếu đến là 60, đi ra là 30, thì khi mà các em chiếu ngược lại 30 thì đi ra cũng là 60. Được chưa? Câu này mình không cần tính toán. Đây gọi là tính chất thuận nghịch của tia sáng. Người ta sử dụng cái tính chất thuận nghịch này để chứng minh rất là nhiều thứ trong khoa học các bạn ạ. À. Cực kỳ nhiều vấn đề luôn. Mấy cái nhà gương đấy. Mấy cái nhà gương của mình đấy. Bạn nào mà học tốt cái phần quang học này thì các bạn đi vào nhà gương các bạn sẽ không sợ bị đâm đầu vào gương đâu. Câu số 11 của mình đáp án C. Giảng lại đi thầy. Câu số 11 nhá, thầy nhắc lại này. Câu 11 là các bạn sử dụng tính chất thuận nghịch của tia sáng. Tia sáng đi đến như thế nào? Đi ra như vậy và ngược lại. Được chưa? Thầy ví dụ có một tia sáng nó đi như thế này chẳng hạn. Đi như thế này. Đấy. Thầy cứ vẽ vu vơ thôi, để đi xuôi nhá. Thì khi mà nó đi ngược lại ấy, thì nó cũng sẽ đi như vậy các bạn. Khi mà các bạn đi ngược lại nó cũng sẽ đi theo cái đường gấp khúc như vậy. Đây gọi là tính chất thuận nghịch của tia sáng. Đi tới như thế nào thì đi ngược lại cũng sẽ đi như vậy. Đúng không? Các bạn nhìn vào gương, các bạn nhìn chéo ấy, thì mình sẽ nhìn thấy người ở bên tay trái mình chẳng hạn. Thì khi mà người bên tay trái đấy các bạn nhìn vào trong gương ấy cũng sẽ nhìn thấy mình. Được chưa? Đây gọi là tính chất thuận nghịch của đường đi tia sáng. Chỉ 30 60 thôi, đi tới 30 đi ra 60, đi tới 60 đi ra 30 thì ngược lại, đi tới 30 đi ra cũng sẽ là 60. Thấy chưa? Tính chất thuận nghịch mà. Còn ví dụ đi đến 4 năm mà đi ra 30 thì đi lại 30 thì đi đi ra cũng sẽ là 60 thôi. 40 năm thôi, đúng không? Đấy bài cho đi tới là 60, đi ra là 30 thì khi mà các bạn chiếu ngược lại 30 thì đi ra cũng sẽ là 60. Thấy chưa? Ví dụ bài cho chỗ này là 4 năm thì thầy sẽ khoanh 4 năm thôi. Tức là nó sẽ bằng luôn, chứ không có chuyện là nhỏ hơn hay là lớn hơn nhé. Thì đấy là câu số 11 của mình. Tính chất thuận nghịch của tia sáng. Câu số 12. Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không và một khối chất trong suốt với góc tới là 45 độ, thì góc khúc xạ là 30 độ. Chiết xuất của môi trường là một công thức là xong thôi đúng không? Mà câu này buổi trước mình có làm đây. N của mình sẽ bằng sin y chia cho sin r. Đấy, vậy sẽ là sin của 45 chia cho sin 30 độ bằng bao nhiêu các em? Sin 45 này chia cho sin 30. Đáp án của mình sẽ là căn 2. Sin y bằng n sin r mà. Vậy n của mình sẽ bằng sin y chia cho sin r. Đáp án của mình là căn 2. Đáp án A. 12A. Chắc là tầm này các bạn đều có đề cương hết rồi đúng không? Đề cương mình cố gắng các bạn làm xem như thế nào nhé. Xem là cái đề cương của mình là full trắc nghiệm hay là nửa trắc nghiệm, nửa tự luận. Ở đây có bạn nào mà đề cương của mình là tự luận không? Chưa có. Tuần sau mới thi. Tuần sau thi mà bây giờ lại chưa có. Em full tự luận thầy ơi. Đấy, thầy thấy là sẽ có trường thi full trắc nghiệm. Có trường thi 60-40. Có trường 50-50 mà có trường thì full tự luận. Sắp thi mà thầy vẫn chưa dạy xong mắt thì có khả năng là các bạn không thi bài mắt thôi. Đại đa số các trường là các bạn đến thi đến hết phần thấu kính thôi. Chỉ có một số ít trường mới thi toàn bộ chương 7 các bạn ạ. À. Chứ đại đa số các trường là các bạn chỉ học đến hết thấu kính thôi. Được chưa? Ok, các bạn nhớ thầy nhớ. Các bạn thi học kỳ xong cái á, nhớ thầy, thi học kỳ xong cái, bắt đầu chương trình 12 luôn. Chương trình 12 các bạn không để đến tháng 9 mình mới học đâu. Chú ý như vậy cho thầy. Kết thúc thi học kỳ hai cái là mình sẽ phải chuyển sang chương trình lớp 12 luôn thì mới kịp. Bởi vì là đến Tết âm của năm sau là mình phải hoàn thành xong chương trình 12. Thì đấy là cái tiến độ của mình nhá. Thầy em toàn cho ngồi chơi lại chả thích quá còn gì nữa. Ừ, nếu như các bạn cố gắng theo thì thầy sẽ dạy các bạn thôi. Thầy đang dạy cho anh chị 12 mà.
Câu số 13 của mình này. Nước có chiết xuất là 1,33. Chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí. Góc có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là. Câu số 13 nào. Ok. Thầy nhấn mạnh lại cái câu số 13 nhá. Bởi vì câu 13 này thầy thấy vẫn rất nhiều bạn sai cái câu 13 này. Tất nhiên đối với câu 13 này các bạn không thể sai được đâu. Nhưng mà một số bài khác ấy, thì các bạn sẽ bị sai. Nhớ cho thầy. Rất nhiều sách tham khảo người ta ghi rằng sin y giới hạn bằng 1 trên n. Tất nhiên đối với câu 13 thì công thức này không sai. Nhưng mà khi mà các bạn dùng công thức này ấy, rất rất nhiều các bài các bạn bị sai. Không phải lúc nào sin y giới hạn của mình cũng là 1 trên n. Nó chỉ bằng 1 trên n khi môi trường khúc xạ của mình là môi trường không khí thôi. Được chưa? Chứ bây giờ ví dụ đối với cái lõi dây cáp quang của các bạn chẳng hạn, hay là trong đề thi đại học của mình chẳng hạn. Trong đề thi đại học của mình đã có câu này các bạn nhớ. Có mấy lần luôn, không phải là một lần nữa. Thì người ta không hề cho cái môi trường kia là môi trường không khí đâu. Chỉ khi nào môi trường bên ngoài của mình là môi trường không khí thì mới là 1 chia n. Còn công thức mà thầy dạy các bạn ấy, công thức tổng quát ấy, phải là n khúc xạ chia cho n tới nhá. Ok, thì sau đó các bạn ốp vào bàn này. À, môi trường khúc xạ là môi trường không khí thì nó mới là một. Và môi trường kia của mình sẽ là n. Thầy sẽ thay vào đây là 1 phần 1,33. Từ đây thầy tính ra được góc y giới hạn. Tính ra được y giới hạn. Arc sin của 1 phần 1,33 rơi vào khoảng là 48,75 độ. Thưa các bạn chuyển sang phút cho thầy. 48 độ 45 phút. Đấy. Vậy bây giờ muốn xảy ra được hiện tượng phản xạ toàn phần, góc có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là thì góc tới y của mình phải lớn hơn bằng y giới hạn. Thì ở đây thầy thấy là chỉ có duy nhất đáp án D thôi là lớn hơn y giới hạn thôi. Còn lại 20, 30, 40 thì sẽ không xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Được chưa? Bấm như thế nào? Vậy mọi người, đợi thầy một chút. Đợi thầy một chút. Thầy hướng dẫn bấm máy tính luôn. Không sao, rất nhiều bạn các bạn không bấm được mà. Đây, máy tính của thầy đây nhá. Có hả tem chống hàng giả của các bạn đây luôn. Đây thầy có này. Sin y giới hạn bằng 1 chia 1,33 đúng không? Bây giờ các em muốn tính y giới hạn này thì em bấm như này cho thầy. Đây. Shift này. Sin này, nó sẽ được là sin mũ trừ 1 này. Thầy gọi cái này gọi là arc sin nhá. Cái này đọc là arc sin hoặc các bạn đọc theo máy tính cũng được, shift sin. Đây, thầy thấy các bạn học sinh thì hay gọi là shift sin. Được chưa? Thầy thì thầy gọi là arc sin. Đấy, arc sin của 1 phần 1,33 thôi thì sẽ được đây 48,75 độ. Thầy bấm nút này này, đây các bạn thấy cái nút độ đây không, bấm cho thầy thì nó sẽ đổi sang là 48 độ 45 phút. Được chưa? Thì đấy là câu 13 của mình nhá. Thì đây sẽ là y giới hạn. Rất nhiều bạn các bạn chưa bấm được máy tính mà thì thầy hướng dẫn các bạn luôn. Bài nào mà các bạn không bấm được máy tính các bạn bảo thầy, thầy sẽ hướng dẫn bấm máy tính. Được chưa? Shift sin đúng không? Các bạn hay đọc là shift sin. Thầy đọc là arc sin. Ok, vậy câu số 13 của mình đáp án D các bạn nhé. 50 độ. Câu số 14. Trời, câu này là câu khó các bạn ạ, vận dụng cao. Nhưng câu này thầy cho công thức chưa? Thầy cho công thức rồi. Đúng không? Thầy cho các bạn công thức bài này rồi. Nào, công thức của mình là gì các bạn nhỉ? Tang y giới hạn. Tang y giới hạn bằng R chia cho H. Tang y giới hạn bằng R trên H. Thầy bảo là dùng tang nhá, không dùng sin. Tất nhiên dùng sin các bạn sẽ tính được sin luôn. Nhưng mà khi đấy các bạn giải toán lại khó. Thầy thấy đại đa số các bạn khó về toán chứ khó về lý đâu. Các bạn bị kém về toán. Cho nên giải phương trình nó hơi khó. Cho nên thầy đã đưa ra cái phương trình đơn giản để các bạn giải cho dễ đấy. Và bây giờ thay vì các bạn đi tìm sin, các bạn phải tìm cái y giới hạn trước cho thầy. Sau đó thay vào đây cho thầy. Được chưa? Thầy sẽ đi tìm y giới hạn trước nhá. Thực ra này, y giới hạn thì nó giống bài trên thôi. Các bạn vẫn có được sin y giới hạn bằng n khúc xạ chia n tới nhá. Đấy, cứ viết công thức tổng quát này cho thầy.
Sau đó mình xác định môi trường khúc xạ của mình là môi trường không khí. Môi trường tới của mình có chiết xuất là 1,33. Vậy sẽ là 1 chia cho 1,33. Thì các bạn vẫn tính ra được y giới hạn bằng 48 độ 45 phút đúng không? Thay vào đây cho thầy. Thầy đây. Và mình sẽ được này. Tang của 48 độ 45 phút sẽ bằng này. R chia cho H. H đây, H là độ sâu đây. Độ sâu của mình đây là 1 mét. Được chưa? Có những bài thì bài sẽ cho R yêu cầu tính H. Có những bài thì bài sẽ cho H yêu cầu tính R. Đấy, cho cái gì cũng được. Cho một trong hai thì thầy sẽ tính ra được cái còn lại. Thì từ đây thầy sẽ tính ra được R thôi. Hình tròn các bạn nhá. Hình tròn. Bởi vì ánh sáng của mình là sóng cầu mà. Nó sẽ phát ra theo hình cầu. Thì khi mà in trên mặt nước thì nó sẽ là hình tròn đúng không? Hình tròn. Ok. Vậy thì thầy sẽ tính ra được R bằng tang của 48 độ 45 phút thôi. Đây, thầy vẫn có 48 độ 45 phút. Thầy bấm tang thôi là xong. 1,14 mét các bạn ạ. 1,14. Tức là mình sẽ lấy đáp án xấp xỉ nhất thôi. 1,14 mét. Ok. Có thể là người ta bấm cái giá trị nó khác thầy. 1,1. Tang của 48 độ 45 phút đi. Ừ, sắp xỉ thôi các bạn ạ. 1,14 này, 1,133. Để thầy xem. Arcsin của 3/4 này. Tan an này. Đấy, thầy biết rồi. Thầy biết tại sao đáp án của mình là 1,133 rồi đây này. Các bạn thấy 1,133 không? Bởi vì người ta không lấy chỗ này là 1,33 đâu. Mà người ta lấy cái 1,33 này là 4 phần 3 này. Xong cho 4 phần 3 đi để thầy bấm theo 4 phần 3 đúng không? Câu này đáp án không sai nhá. Câu này đáp án chính xác. Nhưng mà lúc mà người ta bấm y giới hạn ấy, thì người ta không bấm là 1,33. Mà người ta lấy cái 1,33 đấy là 4 phần 3. Đấy. Thì các bạn sẽ tính ra được chính xác là 1,133. Giống như máy tính của thầy đây. Được chưa? Không sao các bạn nhớ. Đi thi thì mình cứ chọn đáp án gần chính xác nhất. Đáp án của mình là đáp án B. Được chưa? Bởi vì thường các cái câu vận dụng cao ấy, đi thi người ta sẽ không mà người ta sẽ luôn luôn có một câu như thế này. Chọn đáp án gần chính xác nhất hoặc là đáp án của mình gần giá trị nào sau đây nhất. Đấy, các cái câu vận dụng cao thì người ta luôn luôn hỏi như vậy để làm gì để tránh các bạn thay số. Được chưa? Vậy câu 14 của mình đáp án B, hình tròn có bán kính là 1,133 mét. Thầy bấm lại máy tính đi. Ok, thầy bấm lại nhá. Bây giờ thầy sẽ bấm xuống người ta này. Đầu tiên này, thầy đi tính y giới hạn này. Thầy có này, sin y giới hạn bằng 1 chia cho 4 phần 3 đúng không? Vậy thầy sẽ arc sin này, sip sin của 1 chia cho 4 phần 3 này. Đây, thầy sẽ bấm xuống người ta nhá. Sip sin của 1 chia cho 4 phần 3 để thầy đi tính y giới hạn. Được chưa? Vậy đây sẽ là y giới hạn 48,59 độ. Mà thầy có tang y giới hạn bằng r, bởi vì h bằng 1 rồi, tang y giới hạn sẽ là bằng r luôn. Đấy, vậy thầy bấm tang cái này thôi. Xong luôn các bạn. Vậy câu 14 của mình đáp án B, hình tròn có bán kính là 1,133 mét. Được chưa? Ok chưa? Vận dụng cao thì cũng có công thức thôi mà. Riêng cái trường khúc xạ phản xạ toàn phần này thì mọi bài toán vận dụng cao thầy đều cho các bạn công thức rồi. Cho nên mình không xoắn luôn nhá, không sợ luôn. Được chưa? Gặp bài nào thì phang bài đấy cho thầy. Câu 15 thì cực kỳ khó các bạn. Câu này thì không có công thức. Trời, thầy không nghĩ lại xuất hiện cái câu này ở đây. Câu 15 của mình thì rất khó đấy. Câu này thì nặng về toán các bạn ạ. Thường thì các bạn sẽ thấy rằng là môn lý của mình nó không khó đâu. Thầy bảo với các bạn rồi, môn lý nó không hề khó. Cái khó đấy là môn toán ở trong môn vật lý. Được chưa? Nếu như sau này các bạn học sâu về môn vật lý ấy, thì mình sẽ có một môn nó gọi là toán cho vật lý. Tức là các bạn sẽ học toán trước khi mà mình học vật lý. Thầy cũng như vậy mà. Thầy lên trên chương trình đại học ấy, thầy sẽ học toán thôi. Học toàn toán. Sau đó thầy mới được học vật lý. Bởi vì là môn vật lý của thầy rất là cần môn toán, cho nên đại đa số khi mà các bạn gặp những bài toán vận dụng cao thì các bạn gặp vấn đề về môn toán chứ không phải là gặp vấn đề về môn lý.
Thầy sẽ vẽ hình câu 15 này các bạn. Một cái máng nước sâu 30 cm, rộng 40 cm. Đây thầy vẽ hình. Câu này thì rất khó nhá. Cũng phải chia sẻ với các bạn như vậy. Đây, sâu 30, rộng 40 được chưa? Có hai thành bên thẳng đứng, tất nhiên rồi. Lúc máng cạn nước tức là sao? Tức là không có hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Thì bóng dâm của thành A, thầy sẽ vẽ này. Thầy gọi đây là cái bể nước ABCD đi. Bóng dâm của thành A kéo dài tới đúng chân thành B. Đây là thành A, ok. Thầy gọi đây là ABCD đi. ABCD. Người ta đổ nước vào. Vậy các bạn hiểu rằng khi mà không có nước ấy, thì ánh sáng mình nó sẽ chiếu như thế này. Nó sẽ chiếu xiên góc như thế này. Đấy, chiếu xiên góc từ A đến C như thế này các bạn ạ. Được chưa? Đây là khi mà không có nước thì nó sẽ chiếu như vậy. Bởi vì toàn bộ cái phần bóng của mình nó sẽ là đoạn DC mà. Bóng là gì các bạn hiểu rằng như thế này. Bóng thực chất là cái vùng mà không có ánh sáng. Đây các bạn sẽ thấy rằng khi mà thầy chiếu tia sáng đến cái bể ấy, bể ABCD của mình đây, thì toàn bộ cái phần ánh sáng chiếu vào cái cạnh AD ấy, nó sẽ bị che đi mất. Cho nên toàn bộ cái đoạn DC của mình nó sẽ là bóng. Được chưa? Bóng thực chất là không có ánh sáng mà. Ok chưa? Và bây giờ mình sẽ đổ nước vào. Khi mà mình đổ nước vào thì nó sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng, cho nên cái bóng của mình nó sẽ giảm đi về cái độ dài. Cái bóng của mình nó sẽ giảm đi về cái độ dài. Đây, nó sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng tại đúng cái vị trí mà mình chiếu ánh sáng. Thầy sẽ kể cái tia pháp tuyến ở đây nhá. Đây là cái tia pháp tuyến này, thầy sẽ dùng màu khác để các bạn đỡ nhầm với cả cái bể. Đây là cái tia pháp tuyến của mình. Phải dùng thước chứ. Đây, tia pháp tuyến này các bạn. Khi mà thầy đổ nước vào nhá. À, không phải đổ nước đến cái mặt bể các bạn ạ. Người ta chỉ đổ nước vào máng đến một cái độ cao h thôi. Thì bóng của thành A ngắn bớt đi 7 cm so với trước. Biết chiết xuất của nước là 4 phần 3 tính h. Vậy thầy giả sử là người ta đổ nước đến đây đi. Đến cái vị trí này đi. Đổ nước đến đây đi. Thì đây sẽ là tia pháp tuyến. Được chưa? Đấy. Đây sẽ là h của mình. Cái đoạn này của mình sẽ là h. Toàn bộ cái cạnh BC này của mình thì bài cho là 30 cm rồi. Toàn bộ cái cạnh CD của mình thì bài cho là 40 cm rồi, ok. Thầy xóa mấy cái này đi nhá. Các bạn nhìn nó đỡ bị rối mắt. H các bạn chưa biết đâu, mình đang đi tìm đây. Vậy khi đấy nó sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng ở đây. Thầy gọi đây là điểm E đi. Thì DE chính là cái độ dài bóng lúc sau của mình. Bài cho này, khi người ta đổ nước vào máng đến độ cao h thì bóng của thành A ngắn bớt đi 7 cm so với trước. Lúc trước cái bóng của mình là DC. Lúc sau cái bóng của mình còn lại là DE. Vậy tức là cái đoạn EC của mình chính là 7 cm đây. Thấy chưa? Vậy các bạn sẽ suy ra được cái đoạn DE của mình là bao nhiêu? Cái đoạn DE của mình sẽ là bao nhiêu? 40 trừ cho 7 đúng không? Cái đoạn DE của mình sẽ là 40 trừ cho 7. Được chưa? Đến đây các bạn giải cái hình này cho thầy. Giải hình này là môn vật lý nhá. À, giải hình này là môn toán nhá. Nó không phải là môn vật lý. Đến đây là hết lý rồi. Còn lại các bạn giải toán cho thầy thôi. Được chưa? Thực ra là góc tờ Y các bạn biết rồi. Góc Y mình biết rồi nhá. Đây này, đây là góc tờ Y này, các bạn biết rồi. Các bạn có góc tờ Y thì các bạn đã có góc khúc xạ R rồi. Đấy, góc khúc xạ R các bạn có rồi. À, bởi vì là góc Y thì bằng góc này mà. Hai góc này hai góc xoay trong. Thì thầy xét trong cái tam giác. Thầy xét trong tam giác DAC các bạn. Đây là góc Y này. Thì các bạn đã tính được góc Y rồi. Đấy, theo hình vẽ thì thầy có được nhá. Tang góc Y. Tang Y xét trong tam giác DAC ấy thì tang Y của mình sẽ bằng DC chia cho AD. DC thì bài cho là 40 mà. AC thì bài AD thì bài cho là 30 mà, 40 phần 30. Thì từ đây các bạn sẽ tính ra được sin góc Y nhá. Thầy sẽ tính ra được Y của mình xấp xỉ là bao nhiêu đấy. Đây. Áp
Thầy sẽ bấm xin luôn đi, bởi vì thầy cũng không cần góc y, thầy tính xin luôn này. Câu này thì hơi khó nhá, những bạn nào muốn tiếp cận đến câu điểm 10 thì mình sẽ làm câu này. Áp tang của 4 phần 3 xin an này. Đấy, tang bằng 4 phần 3 thì sin của nó bằng 0,8, 4 phần 5. Để làm gì? Thầy phải tính sin y để thầy cho sin y bằng n sin r. Để các bạn tính ra được sin r. N thì bài cho là 4 phần 3 rồi. Thì từ đây thầy lại tính ra được sin r. Tính sin r để làm gì? Để các bạn tính tang r các bạn ạ. Đấy, một cái quá trình nó rất là dài. Tin y của mình là 4 phần 5 này. Thầy chia cho n là 4 phần 3 này. Vậy sin r của mình sẽ là 3 phần 5. Được chưa? Có sin r thầy lại tính ra được tang r. Tang r của mình này, áp sin này. Đây là góc r này, góc r của mình nó sẽ rơi vào là 36 độ 52 phút và tang r của mình sẽ là 3 phần 4. Được chưa các em? Đấy. Đây là thầy đã tính xong tất cả các góc cho các bạn rồi. Bây giờ các bạn chỉ việc tính h cho thầy thôi là xong, tính h nữa thôi là xong. Tính như thế nào các em? Đây thầy sẽ gọi cái hình này cho các bạn nhé, gọi đây là y đi, gọi đây là h trong các bạn. Thầy gợi ý là các bạn xét cho thầy cái tam giác IHC, giải toán thôi mà không phải là giải lý nhá, toàn bộ chỗ này là thầy giải toán hết, cho nên bây giờ mình đã có góc rồi, các bạn chỉ cần giải toán nốt cho thầy thôi. Thầy sẽ gợi ý các bạn là mình sẽ xét trong tam giác IHC và tam giác IHE. IHC và IHE. À, tính được không hay là thầy phải hướng dẫn nào? Có bạn nào giải được câu 15 không? Hay là thầy phải hướng dẫn nốt? Tang y bằng HC chia cho IH. Chính xác. Tang r đúng không? Mình sẽ sử dụng hai cái tang, một là tang y, hai là tang r, chính xác rồi đấy. Bạn nào đây? Phạm Anh Chi. Chính xác rồi đấy. Ok. Rất tốt. Nào mình sẽ có này, thầy xét trong tam giác HIC nhá thì thầy sẽ có được này. Tang y của mình thì thầy có rồi. Tang y của mình là 4/3. Thì xét trong tam giác đấy tang y của mình sẽ bằng HC. HC chia cho HI, HI của mình chính là H các bạn nhé, HI chính là H, được chưa? Hoặc là các bạn có thể tính HC luôn cho thầy, có thể tính HC luôn cho thầy, tính HC luôn cho thầy nhé, từ đây suy ra HC luôn cho thầy, HC của mình sẽ bằng 4 phần 3 H. Tiếp đến, thầy xét trong tam giác HIE thì thầy có tang R của mình sẽ bằng, ở đây thầy tính được là 3 phần 4 rồi, bằng này HE chia cho HI, HI chính là H. Đấy, HI này của mình chính là H đây. Được chưa? Thầy lại suy ra được HE bằng 3 phần 4 H. Mà theo hình vẽ các bạn có HC trừ cho HE chính là bằng 7 cm. Đúng không? Vậy là 4 phần 3 H trừ cho 3 phần 4 H. H nhỏ nhé. 3 phần 4 H. Thì từ đây thầy sẽ tính ra được H thôi. H của mình sẽ bằng. Đây, 4 phần 3 nhé các bạn. Trừ cho 3 phần 4 đúng không? Thầy lấy 7 chia cho cái này. 4 phần 3 trừ cho 3 phần 4. Được chưa? Đáp án của mình là 12 cm. Đáp án D. Nãy thầy có thấy có một bạn chọn D đấy. Đáp án của mình là đáp án D. H bằng 12 cm. Ok chưa? Nguyễn Khánh Hoàn. Thầy nghĩ là chắc chắn kiểu gì nếu như các bạn đã làm những bài toán vận dụng cao của phần chương 6 ấy, thì kiểu gì các bạn cũng sẽ được tiếp xúc với cái câu 15 này rồi. Câu 15 này xuất hiện rất nhiều. Cái dạng câu 15 này này xuất hiện rất là nhiều. Thì đây là một cái dạng khó bởi vì sao? Nó là một câu khó mà mình nó nặng về toán quá. Nó rất nặng về toán. Cái câu kiểu này có thi trong tốt nghiệp sau này không thầy? Nếu mà câu này có trong đề thi tốt nghiệp thì nó sẽ là câu 9 cộng nhá. Câu 8 cộng 9 cộng tức là mức độ 9 điểm của mình rồi. Đã có 2 năm, có 2 năm các bạn ạ. Thì có cái phần lớp 11 của mình có một câu phần 9 cộng. Năm thứ nhất là năm khóa các anh chị 99 và năm thứ hai là năm trước,
năm khóa các anh chị 2K2 là có cái phần lớp 11 của mình có một câu điểm 9 9 cộng đấy. Nhưng mà có thể làm được. Bài ngược bài này thì dễ hơn. Ngược bài này thì dễ hơn. Bài này là bài toán ngược mà. Ngược của bài này là bài toán xuôi thì nó sẽ dễ hơn. Bài toán xuôi thì thầy đã hướng dẫn các bạn rồi. Ok, câu số 15 nhé. Bài toán ngược thì lúc nào cũng khó hơn bài toán xuôi mà. Câu 16 thì các bạn sử dụng công thức của thầy thôi. Thầy có chứng minh cho các bạn rồi đúng không? N thì bằng C trên V. Đấy, chiết xuất tuyệt đối của một môi trường thì bằng tốc độ ánh sáng trong chân không chia cho tốc độ ánh sáng trong môi trường trong suốt. Thì từ đây các bạn sẽ suy ra được là V của mình sẽ bằng C trên N. Được chưa? Đấy. Các em sẽ thấy rằng là trong chân không thì ánh sáng nó sẽ đi nhanh nhất, nhưng mà khi mà truyền vào một cái môi trường trong suốt bất kỳ ấy thì tốc độ của ánh sáng nó sẽ bị giảm đi. Thì đây thầy sẽ tính N thôi và thầy thay vào thôi. Câu này thì thầy có chữa ở buổi trước rồi đúng không? Trong cái đề này thì có khá nhiều câu mà mình đã chữa ở buổi trước rồi. Ok, vậy sẽ là 3 nhân 10 mũ 8 này, các bạn nhớ thôi. C là 3 nhân mũ 8 này. Còn N ở đây thì thầy sẽ lấy N của mình bằng sin Y chia cho sin R. Vậy là sin 60 chia cho sin 40 độ. Ok chưa? Bấm máy tính. N bằng sin Y chia sin R mà. Đây các bạn. Hai hai các bạn lấy cái hệ số thôi. Nhìn cái hệ số của mình là 22, ở đây chỉ có duy nhất đáp án là đáp án C thôi. Có cái hệ số là 22 này. Nếu như các bạn không biết đổi đấy. Không biết của mình là chỗ này là 10 mũ mấy. Hoặc các bạn bấm cho thầy. Chỗ đây là 10 mũ 8 đúng không? Vậy các bạn chia 10 mũ 8 cho thầy. Đấy thì nó sẽ được là 2,227 nhân với cả 10 mũ 8. Chia bao nhiêu thì mình sẽ nhân với bấy nhiêu thôi. Được chưa? Câu số 16 của mình đáp án C. Câu này vừa buổi trước chữa các bạn rồi. Làm lại thôi. Tuần trước mình làm câu này rồi mà. Có rất nhiều câu trong cái đề này các bạn làm rồi. Tuần trước thầy có chữa cho các bạn rồi đấy. Các cái buổi trước đấy. Cứ thế mà ốp lại thôi. Được chưa? Câu số 16 của mình đáp án C. C. Yên tâm, các bạn luyện đề nhiều mà. Mình sẽ luyện khoảng 5 đề cơ mà. Cho nên cái việc trùng ấy, nó rất là tốt. Thầy cũng có một cái thường có một cái câu mà thầy nhắc các anh chị lớp 12 nhắc đi nhắc lại luôn, đó là làm rồi làm lại không thừa đâu. Thường là những câu các bạn làm rồi ấy, càng phải làm lại cho thầy. N em tưởng N khúc xạ chia N tới. N này của mình là chiết xuất tỉ đối thì sin Y bằng N sin R mà. Sin Y bằng N sin R mà. Thì thầy sẽ tính ra được N thôi. Sin Y của mình là sin 60 đấy. Chia cho sin R là sin 40 thôi. Chưa? Ok. Câu 16 đáp án C. Câu số 17 các bạn sang chương cuối cho thầy. Chương cuối thì thầy có bảo với các bạn rồi nhá. Tùy mỗi trường thì các bạn sẽ có cái nội dung thi khác nhau. Ví dụ thầy đang dạy chỗ thầy chẳng hạn thì mình sẽ thi đến hết phần thấu kính. Đại đa số các trường đều như vậy. Đại đa số các trường của mình là đều thi đến hết phần thấu kính. Còn tùy các bạn nữa, có những trường các bạn học nhanh chẳng hạn thì mình sẽ thi hết toàn bộ sách giáo khoa luôn. Còn những trường các bạn học chậm chẳng hạn thì các bạn chỉ thi hết hết chương 6 thôi, không thi chương 7 chẳng hạn. Cho nên là tùy theo cái đề cương của mình nhé, thì các bạn ôn cái chương cuối này cho thầy. Xem là cái chương cuối của mình ôn đến đâu, đến mức độ nào. Được chưa? Đấy, nếu như mà ôn đến hết phần thấu kính ấy thì hơi khó đấy, bởi vì phần thấu kính là cái phần khó nhất trong cái chương trình lớp 11 của mình. Trong chương trình kỳ 2 lớp 11. Bài mắt khó ấy. Bài mắt thầy dạy mà khó ấy. Trời. Chứng tỏ không xem video thầy dạy rồi. Thầy có quay video dạy về mắt cho các bạn đấy. Bài mắt có hai công thức thôi. Thực ra trong sách giáo khoa thì nó có một công thức thôi, mà thầy còn cho các bạn thêm một công thức nữa để có thể giải được mọi bài khó luôn. Để chút nữa nhé, xem có bài nào về mắt không, thầy sẽ hướng dẫn các bạn này. Câu số 17.
Câu 17 này, đặt một vật phẳng nhỏ, vuông góc với trục chính của một thấu kính, một khoảng là 40 cm, bài cho D nhé. Khoảng cách từ vật đến thấu kính này, D này. Ảnh của vật hướng được ở trên một màn chắn. Thầy bảo với các bạn rồi, đây là một màn chắn và cao bằng 3 lần vật. Cứ có màn thì phải là ảnh thật. Các bạn chú ý nhé, cứ có màn thì phải là ảnh thật. Cái phần thấu kính nó khó bởi vì sao? Thầy bảo với các bạn rồi, muốn giải quyết được phần thấu kính, các bạn phải giải quyết được cái phần tính chất của nó. Ảnh của mình là ảnh gì? Thấu kính của mình là thấu kính gì? Nếu như đây đã là ảnh thật thì chắc chắn đây phải là thấu kính hội tụ. Chưa cần làm thầy đã loại được ngay đáp án D. Không thể nào thấu kính phân kỳ được, chỉ có ảnh thật mới thu được ở trên màn thôi. Được chưa? Đấy, mà bài cho là ảnh cao bằng 3 lần vật mà đây lại là ảnh thật. Ảnh thật thì K phải âm. Ảnh thật thì luôn ngược chiều, K của mình sẽ phải âm. Phần thấu kính các bạn, toàn bộ những phần quy ước các bạn phải học cho thầy. Học lý thuyết trước khi làm bài tập. Đấy là cái phần thấu kính mà thầy dặn với các bạn rồi. Riêng cái phần thấu kính các bạn phải thành thạo cái lý thuyết trước, thành thạo cái phần tính chất trước, trước khi mình bước sang phần bài tập nhé. Bởi vì là các bạn không làm được phần tính chất thì mình sẽ không làm được là phần tính toán. Riêng cái phần thấu kính là như vậy. Được chưa? Ảnh thật thì là có thấu kính hội tụ này. Ảnh thật thì K sẽ phải âm bằng trừ D phẩy chia D. Từ đây thầy rút ra được D phẩy bằng 3D. Mà bài cho D là 40 cm rồi, vậy D phẩy của mình sẽ là 120 cm. Cuối cùng các bạn thay vào công thức cho thầy. 1 chia D cộng 1 chia D phẩy bằng 1 chia F. Đấy, các bạn thay vào đây cho thầy. D của mình là 40. D phẩy của mình là 120 rồi. Thì từ đây các bạn sẽ tính ra được F thôi. Thầy bấm đây. 1 chia 40 cộng 1 phần 120. Lấy nghịch đảo lại 30 cm. Khó, nhưng mà các bạn cứ dựa trên cái nguyên tắc, cái quy tắc mà thầy hướng dẫn các bạn đấy thì khó cũng thành dễ thôi. Được chưa? Khó thì ló cái khôn mà. Câu số 17 của mình đáp án A nha các bạn nhé. Ok chưa? Đấy. Câu số 18 đây, mắt đây đúng không? Bạn sợ bài mắt đúng không? Nào để thầy giải quyết bài mắt cho các bạn này. Bài mắt các bạn có hai công thức thôi. Hội tụ, cận thị hoặc là viễn thị. Thực ra nếu như các bạn muốn giải quyết được mọi bài toán, các bạn chỉ cần áp dụng công thức này cho thầy thôi. Nhưng mà cái công thức đấy thì thầy chỉ áp dụng cho mắt mắt viễn thôi. Nhưng mà thực ra bài này thì các bạn sẽ thấy là người này bị mắt gì các bạn? Người này bị gì? À, bài cho rồi. Bài cho người này bị cận thị rồi các bạn này. Bị mù. Một người cận thị. Bài cho người này bị cận rồi. Làm sao để các bạn biết được là người này bị cận? Các bạn cứ nhìn vào cái đoạn xa nhất cho thầy. Đây gọi là cực viễn. OCV đấy. Đây gọi là điểm cực viễn, khoảng cực viễn. Nếu như cái khoảng cực viễn này không bằng vô cùng thì tức là người này bị cận. Được chưa? Một người không bị tật về mắt thì cái khoảng cực viễn phải là vô cùng. Vậy muốn chữa cái tật cận thị ấy, thì các bạn sẽ phải đeo kính, cụ thể là thấu kính phân kỳ có tiêu cự bằng trừ OCV. Bằng rồi các bạn. Đây, bài cho tiêu cự của mình là trừ 100 rồi, chính là trừ OCV rồi. Vậy toàn bộ cái tật của người này được khắc phục. Các bạn chú ý nhé, toàn bộ cái tật của người này sẽ bị khắc phục. Cho nên trước đây chỉ nhìn được 100 cm thì sau khi đeo kính vào nhìn như một người không bị tật. Đấy, vậy sẽ là vô cùng. Được chưa? Thầy sẽ loại đáp án B và đáp án D đi. Vậy có cái phần đằng trước thì sao? Cái phần đằng trước này là phần khó các bạn nhé. Trong sách giáo khoa nó không có công thức đâu. Cho nên cái công thức này là thầy đã tự chứng minh và cho các bạn đấy. Không có một cái sách nào cho các bạn đâu. Bạn thấy như vậy. Thầy đã tìm thử các cái sách khác đều không có công thức này rồi. Đây, các bạn áp dụng công thức này cho thầy. Có hai công thức nhá. Đây là công thức thứ nhất. Được chưa? Cái này có trong sách giáo khoa rồi. Công thức thứ hai này. Luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. 1 chia D. Cộng
1 trên trừ OCC, cứ thay số vào cho thầy, bằng 1 trên F kính, hay chính là bằng D kính đấy. Ừ, bạn nào bận thì em cứ nghỉ sớm nhé, sau đó mình xem lại sau. Không lại bỏ lỡ mất cái phần kiến thức quan trọng. Em nhớ xem lại nhé. Ok. Thay vào đây cho thầy. D của mình này. D là cái khoảng nhìn rõ của vật. Mình đang đi tìm D đấy. Bởi vì OCC bài cho rồi. Đúng không? OCC bài cho là 10 cm rồi. Vậy thầy sẽ có này. 1 chia D này. Thầy đang đi tìm này. Cộng với này. 1 trên trừ OCC. OCC đây. Cái đoạn nhỏ hơn sẽ là OCC. CC. CC. Cái chữ này giống chữ E lắm à. CC là cực cận đấy. Trừ 10 bằng 1 phần F kính bài cho là trừ 100 rồi. Thì từ đây thầy sẽ tính ra được D thôi. Thì nó chính là cái đoạn gần nhất mà mình có thể nhìn được. Cái này thậm chí là tính có cho cả người bị viễn luôn. Cái công thức này thường thầy sẽ tính cho người bị viễn. À, thầy sẽ giải nhé. Vậy là 1 phần trừ 100 chuyển vế sang là cộng 1 phần 10 và lấy nghịch đảo lại. 100 phần 9 các bạn ạ. À. 100 phần 9 vậy đáp án A nhé. 100 phần 9 cm. Đáp án A. Đừng quên đơn vị nhá. Những bạn nào mà học, các bạn thi tự luận ấy, thì các bạn đừng quên đơn vị nhá. Thầy nhớ đấy. Nhớ như vậy cho thầy. Những bạn nào các bạn giải tự luận, đừng bao giờ quên đơn vị. Được chưa? Chứ chẳng may các bạn mà gặp thầy mà các bạn quên đơn vị là thầy cho không điểm luôn đấy. Riêng môn vật lý thì cái gì có thể quên chứ đơn vị không được phép quên. Được không? Ok, thì đấy là câu 18 của mình nhá. Đấy, mắt nó không khó đâu, các bạn có hai công thức thôi. Một là người bị cận thị, các bạn sử dụng cho thầy. F kính của mình sẽ bằng trừ OCV. Còn lại, nếu như mà các cái tính toán còn lại thì các bạn áp dụng công thức này cho thầy. Công thức này nó sẽ dùng cho mọi bài toán còn lại của phần mắt. Cái công thức đấy thực ra nó chính là 1 chia D cộng 1 chia D phải bằng 1 chia F thôi. Nhưng mà vấn đề làm sao mình hiểu được nó là được. Em tưởng D phải bằng trừ OCG trừ L không? Đấy là kính cách mắt, còn ở đây người ta đeo kính sát mắt mà. Sát mắt này. Ok, tiếp tục nhé. Câu số 19 nào. Các bạn đọc cho thầy đề câu số 19. Câu số 19 này. Đặt một vật phẳng nhỏ, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, có tiêu cự là 20 cm, cách kính là 100 cm, ảnh của vật. Lại là thấu kính thì đầu tiên thầy phải xác định tính chất trước nha các bạn nhé. Đối với phần thấu kính thì đầu tiên các bạn phải xác định tính chất cho thầy. Ở đây là thấu kính hội tụ rồi này. Hội tụ thì có thể cho ảnh thật hoặc là có thể cho ảnh ảo. Bài tập thấu kính hội tụ luôn khó hơn bài tập thấu kính phân kỳ các bạn nhé. Thấu kính phân kỳ nó chỉ có một trường hợp thôi là ảnh ảo, còn thấu kính hội tụ thì có hai trường hợp. Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20 cm, cách kính là 100 cm, ảnh của vật. Ốp bài này thì đơn giản quá rồi nhỉ. Bài cho D bằng 20. À, bài cho F bằng 20. Bài cho D bằng 100 mất rồi. 1 chia D cộng 1 chia D phẩy bằng 1 trên F. Bài lỡ cho D bằng 100 rồi. Và bài cho F là 20 mất rồi. Thì từ đây các bạn tính ra D phẩy thôi. Bấm nó thầy. 1 phần 20 trừ cho 1 phần 100. Xong luôn. 25 cm. Bài này thì cực kỳ đơn giản rồi. Vậy là ảnh thật. Ảnh thật thì luôn ngược chiều. Các bạn chú ý nhé. Ngược chiều cùng chiều thể loại rồi. Ảnh thật thì sẽ phải là ngược chiều. Và K của mình sẽ bằng trừ D phẩy chia D. 25 chia cho 100. Vậy là 25 này. Trừ 25 chia 100.
thì sẽ là trừ 1 phần 4. Tức là ảnh cao bằng 1 phần 4 vật. Đáp án A. Câu 19 thì khá là dễ rồi các bạn. Câu 19 của mình không có vấn đề gì nhé. Rất dễ rồi. Câu này thì chỉ công thức cơ bản thôi. Các bạn chả cần phải xác định tính chất gì cả. Có cái câu bên trên thì thầy còn phải xác định tính chất, chứ câu này có phải xác định tính chất gì đâu. Đúng không? Cứ tính cái là ra thôi. Câu cuối cùng của mình, câu số 20, lại là mắt này. Một người mắt tốt quan sát ảnh một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 cm. Thấy độ bội giác không đổi với mọi vị trí đặt vật trong khoảng từ quang tâm đến tiêu điểm của vật kính. Người này đã đặt kính cách mắt. Các em, câu 20 các bạn chọn gì? Câu này công thức nhá. Thầy bảo với các bạn rồi. Riêng cái phần kính lúp các bạn áp dụng công thức của thầy. Ngoài cái phần bài tập về lăng kính, thấu kính thì tất cả các dụng cụ quang học các bạn chỉ dừng lại ở áp dụng công thức cho thầy thôi. Không đi sâu vào hơn nhá. Bao gồm kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn. Các bạn đi sâu vào nó rất khó, thầy nói thật. Bởi vì nó là kỹ thuật, nó không còn là môn vật lý nữa rồi. Nó là các cái dụng cụ thực tế thì nó mang tính kỹ thuật rất là cao. Các bạn phải tiếp xúc, các bạn phải thực hành thì mình mới thành thạo được. Còn không thì các bạn dừng lại ở công thức cho thầy. Được chưa? À, câu này các bạn chọn gì nhỉ? Mình sẽ dừng lại ở đây một chút nhá. Để xem các bạn còn nhớ lý thuyết hay không. Các bạn đã học đến bài này chưa? Ở trên lớp em học đến bài này chưa? Bài này của mình là kính lúp đấy. Học đến chưa nhỉ? Chưa. Trời, ở đây có bạn nào học đến chưa vậy? Bây giờ thầy không hỏi các bạn nào đã học đến chưa, mà thầy là hỏi là ở đây có bạn nào học đến chưa hay không vậy? Em học hết sách từ tuần trước rồi. Thực ra cái câu này nó là một cái phần lý thuyết thôi. Để cái độ bội giác của mình không đổi ấy, thì mắt của mình phải đặt ở tiêu điểm ảnh. Đấy, kính lúp là thấu kính hội tụ các bạn nhé. Kính lúp là thấu kính hội tụ. Đấy. Để cái độ bội giác của mình là không đổi với mọi vị trí thì mắt của mình sẽ phải đặt ở cái tiêu điểm. Tiêu điểm tức là 5 cm đây này. Đấy, đáp án B thôi. Cái này là lý thuyết thôi. Bởi vì khi mà học về kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn ấy, thì mình sẽ có một số chú ý đặc biệt thôi. Ví dụ đối với kính hiển vi thì các bạn sẽ có cái độ dài quang học, cách ngắm chừng, công thức độ bội giác ở ngắm chừng ở vô cực. Kính thiên văn của mình cũng như vậy. Đấy, các bạn chú ý cho thầy. Đối với kính lúp ấy, bốn cái độ bội giác của mình không đổi đối với mọi vị trí ấy, thì cái mắt của mình sẽ phải đặt ở vị trí tiêu điểm. Tiêu điểm tức là khoảng cách đến kính sẽ là bằng tiêu cự thôi đúng không? Sẽ 5 cm. Đáp án B. Thế thôi. Câu 20 nhé. Câu này không phải là mắt. Thầy cứ tưởng câu này là mắt, thầy chưa đọc hết đề. Thì câu này của mình là kính lúp. À, trong cái công thức thì 25 cm đấy ở đâu ấy? Cái công thức G vô cực kìa. G vô cực của kính lúp đúng không? Bằng D chia F bằng 25 cm chia cho F ấy. Cái 25 này chính là bằng OCC. Thì ở bài về mắt thầy có bảo đấy. Với một người mà không có tật về mắt đấy, thì cái khoảng OCC người ta lấy bằng 25 cm. Tức là cũng rơi vào khoảng 25 cm. Tất nhiên là cái này tùy thuộc vào độ tuổi. Nhưng mà đối với một người mà không có tật về mắt, ví dụ như thầy chẳng hạn, thầy không bị cận thị, thầy cũng không bị viễn thị, thì cái OCC của thầy là 25 cm, là khoảng cực cận của một người bình thường. Được chưa? Lớn hơn 25 thì tức là mình bị viễn thị hoặc là bị lão thị. Đây lý do tại sao mà hồi lớp 1 các bạn tập viết chữ ấy, hồi cấp 1 ấy, lúc nào các thầy cô cũng bảo là đặt mắt cách bàn là 30 cm. Đúng không? Để làm gì? Để cho cái OCC này nó, cái khoảng nhìn đấy nó lớn hơn cái OCC này. Hiểu chưa?
Hiểu tại sao lớp 1 các bạn phải, hồi cấp 1 các bạn phải đặt mắt cách bàn 30 cm chưa? Nhỏ hơn thì mắt của mình sẽ rất là mỏi. Ok, trước khi các bạn nghỉ nhá thì các bạn lại phải nhận xét cho thầy một chút. Nhận xét cho thầy nhá. Xem có vấn đề gì không về cái buổi học không? Sau này lên lớp 12 thầy còn gắn với cả các bạn cơ mà. Không 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 nhận xét trong đây đâu. Điền cho thầy cái Google Form kia nhá. Xem là cái buổi học của mình có vấn đề gì không, các bạn muốn thầy phải điều chỉnh như thế nào chẳng hạn. Hay là có cái vấn đề gì đấy thì nhận xét cho thầy. Sao nghỉ sớm vậy à? Hết chương trình rồi, hết rồi. Các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ hỏi thầy thôi. Thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thầy gửi cái file này cho tụi em với ạ. Ok, để thầy lưu lại này. Thầy sẽ lưu lại cái file này nhá. Đây, lưu luôn cho các bạn này. Hôm nay ngày bao nhiêu? 19/4 tháng 11 nhá. Chúng ta thầy sẽ gửi cho các bạn. Đây, được rồi. Chúng ta thầy sẽ gửi cho các bạn. Gửi vô đâu thầy? Các bạn có nhóm không nhỉ? Hình như là có nhóm đúng không? Chúng ta thầy sẽ nhờ các chị trợ giảng. Hay là thầy sẽ gửi vào Classroom nhá. Thầy sẽ gửi một số chị trợ giảng, các chị trợ giảng sẽ gửi cho Gửi các bạn. vào Classroom hay là nhóm chat cũng được các thầy. Gửi Classroom thì dễ lưu lại để xem hơn thầy. Để xem là thầy gửi được vào trong Classroom hay không nhá. Thầy ơi, em không vào được Classroom. Trời, phải vào được Classroom nhá các bạn nhá. Phải vào được Classroom thì mình mới xem lại được. Các bạn nhớ điền cái Google Form giúp thầy nhé. Phải điền cho thầy. Dành một chút thời gian khoảng 2 phút thôi điền cho thầy. Bạn cứ góp ý với thầy. Xem là có vấn đề gì không. Thì sau này lên lớp 12 nếu như mà còn theo thì thầy sẽ điều chỉnh. Và thầy sẽ giảng cho các bạn chi tiết hơn. Lớp 12 thì kiến thức của mình nó rất là dày. Gửi vào Zalo cũng được, nhưng mà thầy không có nhóm thì thầy sẽ nhờ các chị trợ giảng gửi cho các bạn nhé. Ok, nhưng mà gửi vào nhóm chat mà thầy có biết gửi kiểu gì đâu. Gửi kiểu gì các bạn? Gửi được không? Đợi thầy một chút nào. Đâu? Gửi được không? Kéo vào đây được không? Không được các bạn ạ. Thầy gửi bằng link vậy nhá. Đây. Đã đợi thầy một chút, thầy gửi link luôn cho các bạn này. Thầy kéo link vào đây để thầy gửi cho các bạn luôn. Trời. Có gì đâu. Đây đúng không? Bất kỳ ai có đường liên kết đây, sao chép đường liên kết gửi cho các bạn luôn. Không. Chà. Ok. Nhưng mà trước khi mà lấy cái link đấy thì nhớ là điền cái này cho thầy nhá. Bị trôi tin nhắn mất rồi. Điền cái này cho thầy đi. Chưa? Nào, các bạn có câu hỏi gì nữa không? Thầy cảm ơn những bạn nào đã điền rồi nhé. Thầy cũng phải điền mà. Thầy còn phải tự nhận xét về bản thân xem thầy như thế nào. Thầy có vợ chưa? Thôi mấy câu hỏi đấy lấy được 12 nhá. Đợi các 18 tuổi đi thầy trả lời. Nói lời vui với các bạn thế thôi. Nào mình có câu hỏi gì liên quan đến bài học nữa không? Có vấn đề gì mà các bạn không hiểu không? Ok, nếu như mà không có vấn đề gì nữa thì lớp mình sẽ nghỉ ở đây nhá. Và thầy sẽ hẹn gặp các bạn vào tuần sau. Bye bye, chúc các bạn ngủ ngon. Thầy chào tất cả các bạn nhé.